tiểu long nữ đẹp nhất Hồng Kông và hai cú sốc lớn dẫn đến bi kịch cuộc đời. Sau khi hóa thân thành tiểu long nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, Lý Nhược Đồng trở thành một thiên thần trong mắt hàng triệu phái mạnh châu Á đầu những năm 90. Sau nhiều năm rời màn ảnh vì những muộn phiền từ bi kịch tình yêu và chuyện buồn gia đình, Lý Nhược Đồng vẫn mong chờ một tình yêu giống tiểu long nữ và Dương Quá trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp cô đóng thuở nào. Tiếp viên hàng không gặp rắc rối vì vẻ đẹp thiên thần. Lý Nhược Đồng sinh năm 1973 tại Hồng Kông. Cô là người con thứ 7 trong một gia đình có 10 anh chị em. Từ bé, cô đã toát lên vẻ xinh xắn dạng người nên hàng xóm gọi là thất tiên nữ. Gia đình đông con nên khi còn nhỏ, kinh tế gia đình cô khá thiếu thốn. Cha mẹ thường chỉ ăn những gì con cái để thừa lại. Tuy vậy, anh chị em cô vẫn được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của gia đình. Lớn lên, Lý Nhược Đồng khiến bao người ngây ngất bởi vẻ đẹp thanh tú, trong veo và thánh thiện. Cô trở thành nữ tiếp viên hàng không của hãng Cathay Pacific. Trong các chuyến bay, vẻ đẹp thiên thần cũng đã gây cho cô không ít rắc rối. Trong một chuyến đi Pháp, một vị khách quá ngưỡng mộ nhan sắc của cô đã không chịu đi đâu mà luôn túc trực ở khách sạn nơi cô ở. Một buổi sáng sớm, anh ta đột nhập vào khách sạn, đi thẳng lên gõ cửa phòng cô. Nhược Đồng ra mở cửa trong lúc đang ngái ngủ, kết quả là cô bị vị khách xông vào khống chế. May mắn thay, nghe tiếng kêu, các đồng nghiệp đã chạy đến giải cứu. Năm 1990, trên một chuyến bay như thường lệ, Nhược Đồng lọt vào mắt của một người chuyên săn tìm ngôi sao. Người này tiếp cận và mời cô đóng quảng cáo. Từ một số thước phim quảng cáo, Nhược Đồng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn phim. Bộ phim đầu tiên cô tham gia có tên Sát Thủ Lãng Mạn. Tiếp theo, cô nhận được lời mời tham gia bộ phim Yêu Thú Đô Thị. Năm 1993, Nhược Đồng ký hợp đồng cho bộ phim Hỏa Thiêu Hồng Liên Tự và bộ phim tiếp theo là Thanh Xuân Hoa Lửa. Hai bộ phim đã giúp Nhược Đồng trưởng thành hơn rất nhiều trong diễn xuất, tuy nhiên khả năng lột tả tâm lý nhân vật vẫn chưa được như kỳ vọng. Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh Hồng Kông. Năm 1995, dự án phim Thần Điêu Đại Hiệp được khởi động. Trong đó, việc tìm kiếm một tiểu long nữ vừa quyến rũ, vừa tinh tế là nỗi lo lắng lớn nhất của nhà làm phim. Họ đã tìm kiếm khắp cả Hồng Kông, Đài Loan nhưng chưa thể tìm được ứng viên xuất sắc. Một lần, khi vừa nhìn thấy Nhược Đồng trong phim Thanh Xuân Hoa Lửa, nhà văn Kim Dung đã ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh tiểu long nữ hoàn hảo trong tâm trí của mình. Khi được mời tham gia phim, Nhược Đồng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi vì đây là lần đầu tiên cô tham gia phim võ hiệp. Nhận kịch bản, cô đã đọc ngấu nghiến cả kịch bản và tiểu thuyết, suốt ngày đêm đến quên ăn quên ngủ và tập khóc đến sưng mắt. Trong thời gian quay Thần Điêu Đại Hiệp năm 1995, do tiến độ công việc khẩn trương lại chưa thích ứng với cách làm phim truyền hình, nên Lý Nhược Đồng luôn cảm giác thiếu ngủ, từng ngủ gục khi tắm khiến cả đoàn phim nháo nhào đi tìm. Đã vậy, cô còn bị say xe, ngày nào di chuyển đến những địa điểm quay cũng nôn mấy bận. Thế nhưng khi bước ra trước ống kính, cô tỉnh táo như chẳng có gì xảy ra. Lúc ấy, mọi người đặt cho Lý Nhược Đồng biệt danh Tiểu Long Thép. Sống chung với bệnh tật vì vai diễn. Trong thời gian này, Nhược Đồng còn phát hiện cô mắc bệnh tắc tuyến nước bọt mãn tính, khiến đôi má thường sưng lên. Căn bệnh chỉ có khả năng điều trị khỏi hẳn bằng cách phẫu thuật. Tuy nhiên, rủi ro trong phẫu thuật rất cao do quá nhiều dây thần kinh ở vị trí đó. Nếu làm tổn thương một trong các dây thần kinh này, cô có thể bị liệt nửa khuôn mặt. Chính vì vậy, cô đành sống chung với căn bệnh khiến miệng cô luôn bị đau. Nếu thức đêm để quay phim, thiếu ngủ, tình trạng viêm sẽ còn nặng hơn. Cơn đau sẽ hoành hành suốt đêm và khiến khuôn mặt bị sưng phù. Đó là lý do vì sao khi xem phim, khán giả sẽ thấy mặt tiểu long nữ có lúc trái xoan, có lúc trông lại rất tròn trịa. Tuy nhiên, bộ phim khi ra mắt thành công vang dội, không chỉ về nội dung mà hình tượng tiểu long nữ của Lý Nhược Đồng cũng được đánh giá rất cao. Suốt 20 năm qua, vai diễn tiểu long nữ do Lý Nhược Đồng thể hiện vẫn luôn được xem là kinh điển nhất trong các thế hệ diễn viên của nhân vật này. Thành công của tiểu long nữ đưa sự nghiệp Lý Nhược Đồng lên đỉnh cao, đồng thời cũng trở thành vật cản cho những vai diễn sau đó. Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ năm 1996, Sái Ca trong Anh Em và Kẻ Thù năm 1999, Hứa Như Nồng trong Kỳ Nhân Kỳ Án năm 2000, Dương Bát Muội trong Dương Môn Nữ Tướng năm 2001, Thẩm Dung và Tuyết Ưng trong Võ Đang năm 2004 đều không thể xóa mờ dấu ấn của tiểu long nữ. Cô cùng Cổ Thiên Lạc vai Dương Quá tạo nên một cặp đôi đẹp được yêu thích trên màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé. Người đẹp chung thủy và tận cùng nỗi đau bị phụ bạc.
Lý Nhược Đồng là thiên thần trong trái tim của hàng triệu đàn ông, nhưng suốt tuổi thanh xuân, cô chỉ chung thủy với một người đàn ông duy nhất. Năm 1998, Lý Nhược Đồng gặp đại gia Quách Ứng Tuyền. Ứng Tuyền hơn cô 10 tuổi, đã ly hôn và có con riêng. Nhưng khi gặp anh, Nhược Đồng đã quyết định gắn bó cả cuộc đời cô với người đàn ông này. Kể từ khi bắt đầu tình yêu, Nhược Đồng đã tính đến chuyện rời xa làng giải trí, chuyên tâm cho nhiệm vụ của một người vợ hiền, đứng sau các thành công của bạn trai. Mặc dù không làm lễ cưới, cũng không đăng ký kết hôn, nhưng Nhược Đồng cho biết mối quan hệ của hai người thực sự đã là vợ chồng và khi đó cô luôn gắn bó để làm tốt nhất vai trò của một người vợ. Từ bỏ sự nghiệp và danh tiếng, Nhược Đồng tin rằng đó cũng là sự hy sinh xứng đáng của một người phụ nữ để dành con đường thăng tiến cho người đàn ông mình yêu thương. Suốt 10 năm bên Ứng Tuyền, Nhược Đồng không chỉ là hậu phương vững chắc cho anh mà trong sóng gió, cô càng khẳng định tình cảm sắt son của mình. Năm 2005, Ứng Tuyền rơi vào cảnh lao đao vì vỡ nợ. Số nợ khổng lồ khiến anh gần như tuyệt vọng. Sự nghiệp anh gây dựng bao năm đến thời điểm đó coi như sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, Nhược Đồng luôn sát cánh an ủi, động viên tinh thần cho anh. Mặt khác, cô tìm cách xoay sở tiền bạc giúp anh qua cơn bĩ cực. Đối với cô, người yêu giàu hay nghèo, dư giả hay khốn khó, không bao giờ cô có ý định quay lưng hay tìm cho mình bến đỗ mới an toàn hơn. Khi anh dần dần thoát khỏi những ngày tháng tuyệt vọng, đó là món quà lớn nhất mà Nhược Đồng có được từ khi hai người ở bên nhau. Cô nói rằng tình yêu mình dành cho anh khi ấy còn mạnh hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây. Tuy nhiên, năm 2008, Quách Ứng Tuyền, người đàn ông Lý Nhược Đồng đặt hết cả niềm tin, tình yêu, hy vọng và cả tương lai, không chỉ không mang đến cho cô một đám cưới, một danh phận thực sự mà còn phũ phàng nói lời chia tay cô. Về nguyên nhân đi đến quyết định này, anh chỉ nói đơn giản là không muốn tiếp tục sống cùng cô nữa. Về cú sốc này, Nhược Đồng cho biết cảm giác đó không thể gọi là đau đớn nữa. Tuy nhiên khi đã bình tâm lại, cô vẫn dành cho người cũ những lời nhận xét chân thành. Tôi cảm thấy bị tổn thương lúc đó, nhưng rồi tôi vẫn tìm ra lý do để không ghét anh ấy. Tôi vẫn tin rằng anh là một người đàn ông tốt và thời gian có thể chữa lành vết thương cho chính mình. Một năm sau, cha Nhược Đồng qua đời. Nỗi đau chồng chất, Nhược Đồng quyết định rút khỏi ngành giải trí, đối mặt với chứng trầm cảm và từng muốn quyên sinh. Tuy nhiên, thật may mắn là Tiểu Long Nữ đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất. Cô tìm thấy tình yêu thương và an ủi vô cùng lớn từ gia đình. Được biết, Nhược Đồng đã nhận con gái của em gái ruột trong gia đình làm con nuôi. Cô sống chung và chăm sóc con nuôi như con đẻ. Mong chờ tình yêu vĩnh hằng. Tháng 6 năm 2014, Nhược Đồng quyết định tái xuất màn ảnh nhỏ cùng với bộ phim của TVB mang tên M Club. Ngoài Lý Nhược Đồng, phim còn có sự góp mặt của một mỹ nhân vang bóng một thời khác là Lý Lệ Chân. Năm 2015, nữ diễn viên lại khiến người hâm mộ hân hoan khi kết đôi với Cổ Thiên Lạc trong bộ phim 12 con vịt. Dù tái ngộ sau 20 năm, nhưng cả hai vẫn tỏ ra khá ăn ý và một số cảnh hình ảnh trong phim khiến người xem nhớ đến chuyện tình cô Long Quá Nhi của 20 năm trước. Sau bộ phim này, Lý Nhược Đồng thừa nhận khó có cơ hội tái ngộ Dương Quá trên màn ảnh nhỏ vì anh rất bận rộn, hai người cũng không có khả năng thành đôi ngoài đời. Nói về chuyện tình cảm trong quá khứ, Lý Nhược Đồng từng nói rằng cô mong chờ một tình yêu giống Tiểu Long Nữ và Dương Quá. Đó không phải là tiếng sét ái tình đơn thuần mà là một tình yêu lâu bền, vĩnh hằng, cô chia sẻ. Sau một thời gian dài chìm đắm trong đau khổ, nhan sắc của mỹ nhân một thời vẫn không tàn phai mà mặn mà và đằm thắm hơn. Sau hai bộ phim này, Lý Nhược Đồng lại lui về ở ẩn và không xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí. Cuộc sống ở độ tuổi U50 của ngọc nữ màn ảnh khá đơn giản, lặng lẽ và không có tình yêu. Lý Nhược Đồng nói rằng cô không có nhiều bạn bè. Sau khi quay xong, tôi thường chỉ ở trong phòng. Lúc được ngồi một mình ngắm cảnh thiên nhiên là lúc tôi cảm thấy vui nhất. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống tự do hiện tại. Việc ổn định gia đình có lẽ nên chờ ít nhất là 10 năm nữa, cô nói về dự định trong tương lai. Dù vậy, cô vẫn luôn khao khát có được tình yêu. Tôi không chống lại tình yêu. Khi một người đàn ông đi vào quá khứ, nghĩa là một tình yêu mới có thể sẽ bắt đầu. Miễn là bản thân mình cũng sẵn sàng chấp nhận điều đó, cô nói. Năm 2017, Lý Nhược Đồng đóng phim điện ảnh Hồ Điệp Công Mộ. Nói về vai diễn yêu thích nhất trong sự nghiệp, Lý Nhược Đồng cho biết cô yêu hầu hết các nhân vật mình đóng, trừ Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ, vì nhân vật này thiếu cá tính. Ngoài Hồ Điệp Công Mộ, năm nay Lý Nhược Đồng tham gia hai dự án phim truyền hình mới, dự kiến chiếu vào năm 2018. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!